Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Nay lại về được một cặp loa Boss 101 monitor, dòng loa trợ lời dùng để ghép thêm vào dàn karaoke, hỗ trợ thêm lời cho nó sáng hơn, hát karaoke rõ tiếng và nhẹ hơn, hoặc là treo vào những quán cà phê hoặc phòng nhỏ để nghe nhạc rất tiện lợi, thiết kế đẹp chắc chắn. Dòng loa này là dòng loa đã qua sử dụng, tuy nhiên là vẫn còn nguyên bản và chất lượng khá tốt, không phải dòng Boss của Mỹ xịn, của Mexico xịn, tuy nhiên nó là dòng cao cấp và cũng là dòng chất lượng so với giá tiền. Phía trước của loa là căng sắt và chữ Boss được gắn nổi ở phía ngoài căng. Chữ Boss gắn rất là chắc chắn và chữ đẹp. Loa thùng nhựa dày dặn, có thể bắt vít để bắt loa vào. Đây là phía sau có chữ Boss. Thông số phía sau của loa, loa 4 ohm, series là A57168, made in Mexico. Các chữ số và tem được làm khá đẹp. Nhìn rất khôn các bác nhé. Ở ngoài thì nhìn qua bên ngoài thì cũng khó phân biệt được là loa xịn hay là loa hàng nhái đối với những người chưa va chạm dòng này. Loa cũ em chưa vệ sinh qua, bên ngoài vẫn còn bụi bẩn. Đây là chiếc thứ hai. Loa thùng nhựa góc cạnh còn đẹp, không bị sứt mẻ. Và dòng loa Boss 101 ở thị trường rất nhiều, từ những dòng rẻ tiền cho đến dòng trung tiền, dòng cao cấp và hàng xịn thì rất là đắt các bác nhé. Vì chất âm của Boss thì luôn luôn được đánh giá cao. Là thương hiệu đã được khẳng định. Rồi em sẽ tháo cái khăn của loa ra. Tháo và nắp đều bốn góc thì là dễ lấy nắp vào và lấy ra các bác nhé. Đây thì cần sắt khá dày dặn. Củ lo bát bằng giấy và gân vải, vẫn còn mảng nhện bám vào, lo này chưa
lâu chắc là cũng lâu lắm mới mở ra, nên là mạng điện bám vào này chưa vệ sinh không con nhá, vệ sinh qua là đẹp, loa còn nguyên bản luôn, bụi vẫn còn bám vào đấy. Trên rốn của loa có dập chữ bốt, và dòng này là dòng cao cấp nên là cái dâu loa nó nhỏ gọn nhá, dòng rẻ tiền hơn, dòng kém chất lượng hơn, là cái dâu của nó không được gọn như này đâu, dâu của nó to hơn và nó không được mịn và gọn như dòng cao cấp này. Các góc của loa, các góc của cái chỗ bắt ốc này là đều có chữ bốt dập này, ba góc đều có chữ bốt dập nhỏ ở góc này, các bác để ý là nhìn thấy đó, chữ bốt được dập rất là gọn gàng sắc nét. Tháo ba con ốc để mở ra kiểm tra bên trong loa có phân tần hay có bông lót tiêu âm không. Bốt thường là đặc trưng của loa bốt dòng karaoke, dòng loa trợ lời, thường là có cuộn cảm và có tụ cảm. Vâng, đây là cụm từ của loa bốt với ánh vàng 7 màu. Phía sau dập chữ bốt và có số mã số dập ở phía sau. Đó, hàng rất chất lượng các bác nhá, từ ánh vàng. Xương loa bằng nhựa rất là bóng. Tình trạng là loa zin tuyệt đối. Có bông lót ở phía trong. Vào bên trong có cuộn cảm và có một con tụ màu vàng và có con điện trở lò xo. Hàng chất lượng cao nên là linh kiện bên trong cũng khá là chất lượng các bác nhé. Dây loa cũng dày dặn chắc chắn này. Họ làm khá là kỹ, không sơ sài. Với giá vài trăm thì chất lượng như thế là cũng rất ok rồi. Bên trong có bông tiêu âm nót màu trắng. Rồi, em nắp vào test qua chất âm của cặp loa.
đó, cả hai chiếc loa vẫn còn zin đẹp. Vẫn còn hát tốt, chất chất âm nghe khá ấm và chi tiết các bác nhé. Các bác cần loa ghép vào hỗ trợ làm loa lời dàn karaoke hoặc là nghe nhạc trong phòng ngủ để liên hệ qua số điện thoại ở trên bài. Giá bán chưa bao gồm phí ship. Vâng, có cọc hoặc là các bác chuyển hết được thì em sẽ ship qua bưu điện các bác nhé. Bưu điện bác nào chuyển hết và liên hệ sớm. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện. Vâng, loa em bao zin, bao sóng hát tốt cho các bác yên tâm. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.